Mỗi lần ông Trí: "Ôi ông hay quá ha, hay quá ha, chấm ha, cái gì chấm cũng biết hết ha." Mỗi cười gì? Ai cho cười? Tập trung nghe cho hát tiếp tiếp nào. Hôm qua em mơ thấy tất cả là sự thật. Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn, mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về, còn một mối thương sẽ tốt hơn chứ, đừng tệ thêm đi. Anh tin trong tay trao nụ hôn ấy dù bằng nghệ, xin ra em chẳng còn là gì của anh, mắt em nhắm lại không thể thêm những nơi, mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một đêm một giờ để yêu ai đúng là khó phải thôi, hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thầm lòng. Dễ sợ. Ông bạo lực quá, tôi tưởng lấy thánh đắp mặt thôi chứ.